Xin chào thầy và tất cả mọi người đã đến với buổi thuyết trình ngày hôm nay của nhóm chúng em. Hôm nay chúng em gồm em Lê Nguyễn Hoàng Huy và bạn Đỗ Quốc Thắng và bạn Quách Tú Trinh sẽ mang đến trước đây một số mẹo về cách để làm một bài thuyết trình hay. Và bắt đầu phần đầu tiên em xin gửi đến thầy và mọi người đó là cách để vào một bài thuyết trình do ông Cornell đã hướng dẫn. Đó là gồm có 3 phần chính để em có thể vào được bài thuyết trình, có thể bắt đầu được một bài thuyết trình bằng 3 phần theo 3 cách khác nhau. Đó là cách thứ nhất, mình vào thẳng vấn đề, hỏi xin chào mọi người. Xin chào mọi người là như vậy. Xin chào tất cả mọi người, mình là tên gì? ABC gì đó. Thì đó là phần cách thứ nhất để có thể vào một bài thuyết trình. Cách thứ hai, hãy xem mọi người là một người bạn và đặt câu hỏi cho mọi người để có thể vào được một bài thuyết trình. Và cái cùng đó là cách thứ ba của ông Cornell đã hướng dẫn cho chúng ta, đó là tổng hợp lại cách thứ nhất và cách thứ hai, vừa chào hỏi vừa xem thử coi những người đó, nhu cầu những người đó cần nghe là gì, và chúng ta sẽ đem họ đến với bài nghe của chúng ta. Trong quá trình thuyết trình thì ông Cornell cũng đã nói khi thuyết trình chúng ta phải dành ra vài phút, tầm khoảng 10 đến 5 phút để đặt câu hỏi cho mọi người, để mọi người trả lời hoặc để mọi người đặt câu hỏi để chúng ta trả lời những cái vấn đề thắc mắc của mọi người. Và cuối cùng mình có thể làm trên một cái PowerPoint để cho mọi người có thể hình dung ra được, nhìn thấy được cái quá trình thuyết trình một cách dễ dàng hơn. Chủ đề tiếp theo của bài thuyết trình là làm thế nào để bạn thu hút sự chú ý khi bạn bắt đầu một bài phát biểu. Việc đầu tiên bạn cần làm là sử dụng phông chữ đa dạng và dễ hiểu. Cho dù bạn đang nói về đề tài kinh tế hay một báo cáo doanh thu nào đó, thì việc đầu tiên bạn cần làm là thu hút ánh nhìn từ mọi người. Và đó là một trong những điều chúng tôi tập trung vì điều này rất là quan trọng. Nếu bạn là một vật thể muốn thu hút, sức thu hút sự chú ý từ mọi người, bạn sẽ nhận ra rằng đây là một điều rất quan trọng nhất khi bạn bắt đầu một bài phát biểu. Hãy làm điều này bằng nhiều cách. Vì khi bạn đứng dậy và nói chuyện trước mọi người, bạn chỉ có khoảng 10 giây để gây sự chú ý. Vì vậy, bạn cần phải làm một điều gì đó thật là thú vị. Bạn cần có sự tương tác giữa bạn và khán giả của bạn một cách tuyệt đối ngay trong phút giây đầu tiên. Bạn phải khiến khán giả của bạn cảm động và nói cũng như phản hồi lại bạn nếu bạn muốn họ lắng nghe và tương tác với những gì bạn đang nói. Rất nhiều diễn giả đã làm điều này. Bạn phải có một lời mở đầu để khẳng định, đề cập đến các sự kiện hiện tại, hay nhắc lên sự kiện lịch sử, nhắc đến một nơi địa danh nổi tiếng, hoặc là đưa ra một tuyên bố gây sốc. Bạn phải có hãy thử tạo ra những câu chuyện, những mẫu chuyện hài hước để thu hút và làm mới mẻ hơn cho bài thuyết trình của mình. Bạn cần phải có khiếu hài hước, nếu không thì bạn có thể sử dụng đạo cụ hoặc những mẫu chuyện, và đừng nói cho họ biết trước thì những gì bạn sắp nói, vì điều này sẽ gây sự tò mò và kích thích hơn. Sau khi bạn bắt đầu bài thuyết trình thì bạn cần di chuyển xung quanh bạn cần di chuyển cơ thể xung quanh căn phòng, và đôi lúc bạn nên sử dụng một vài ký hiệu để thu hút sự chú ý của người khác. Nếu bạn có thể đưa mọi người vào bất kỳ tình huống nào, bất kỳ câu chuyện nào, thì đó sẽ là một điều thật tuyệt vời. Và sau khi thuyết trình được một lúc thì bạn nên làm điều gì đó để khuấy động một không khí. Và tiếp theo thì em xin mời bạn Quốc Thắng, bạn sẽ giới thiệu thêm về một số tips để bắt đầu một bài phát biểu. Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Đỗ Quốc Thắng. Sau khi mình tìm hiểu về cái cách mà để có một bài thuyết trình hay thì mình rút ra được là có 6 mẹo. Mẹo thứ nhất, bạn cần phải hiểu thuyết trình là không chỉ đơn giản là một bài nói, mà nó là sự kết nối giữa các nội dung và cách trình bày và từ vựng. Mẹo thứ hai là các bạn phải hiểu là bài thuyết trình cần có một cái cấu trúc, người nghe cần biết là họ đang đi đâu và tại sao. Mẹo thứ ba là lặp lại nội dung chính. Lặp lại là một cách để lại ấn tượng sâu sắc nhất, theo mình là vậy. Mẹo thứ tư là hãy trở nên tự nhiên và tự tin vào bản thân của bạn. Mẹo năm, bạn hãy luôn biết ứng biến, hãy chấp nhận rằng là bài thuyết trình của bạn sẽ không đi đúng hướng mà bạn mong muốn. Mẹo thứ sáu là bạn hãy học hỏi từ những sai lầm và sửa chữa một cách tốt hơn. Cảm ơn mấy bạn đã lắng nghe.